Xin chào mọi người, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn anh em cái cách nối dây thứ hai nha. Cái kiểu này tên là blue knot. Dây câu anh em để nó vào đây, quấn nhánh này nè, 1 2 3 4 5. Ok, cái này phần đầu này anh em nhét nó vào đây. Đó. Kiểu này nó nhanh và cũng rất là đẹp. Để bây giờ tới nhánh màu xám nè, 1 2 3 4 5 vòng. Sau này tương tự thì anh em cũng xỏ nó vào cái lỗ chỗ này. Đó. Rồi anh em quan sát kỹ nha. Chỗ này. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành rút nhẹ. Trong quá trình rút anh em nhớ chỉnh từng nhánh dây và rút từ từ thôi nha. Cái này không rút nhanh nha. Rút nhẹ từng nhánh nè. Nhánh tới nhánh xanh nè. Rồi bắt đầu siết hai đầu dây lại nè. Đó. Rồi chúng ta lại tiếp tục rút nhẹ từng nhánh nè. Nhánh xám trước nè. Rồi tới nhánh xanh nè. Rồi tiếp tục siết hai dây liên tục. Đó. Mỗi nối này sẽ giúp cho anh em tiết kiệm rất nhiều, thay vì mấy câu thiếu dây chúng ta phải thay các cuộn cước mới thì chúng ta có thể nối dây khác vào để chúng ta sử dụng. Bây giờ chúng ta sẽ rút mạnh nha. Ok, mỗi nối trước khi cắt nó sẽ như thế này, các bạn thấy không? Rất đẹp. Tất nhiên là nó cũng hoàn toàn đồng trục. Ta có thể siết mạnh thêm nè. Rồi anh em chỉ việc cắt bỏ cái phần thừa là xong. Vậy quay mấy cái video này về dây câu, về cách nối dây đồ này nọ nó hơi cực, tại vì mấy câu nó khó lấy nét cái sợi dây, nên mình toàn phải nhìn vào điện thoại không à, thao tác nó hơi vụng về, không có nhìn trực tiếp, nên mong anh em thông cảm nha. Cắt thật sát luôn nha anh em, không còn chừa ra cái gì đâu, để cho nó khỏi vướng khoen này nọ. Và đây là thành quả của chúng ta nha. Nên thấy ok chưa? Đó. Đó. Kiểu nối này sẽ giấu hoàn toàn những cái đoạn dây thừa ra, không có cần cắt thừa ra một tí gì cả. Và dây cũng rất là khó xóc vào khoen, nó sẽ tuôn ra rất là dễ dàng. Mình cũng đã thử nghiệm. Thì đây chỉ là một giải pháp tiết kiệm thôi, chứ thật sự nếu chúng ta có đầu tư thì chúng ta nên thay cuộn cước mới trong trường hợp mà dây cước chúng ta câu lâu ngày nó bị mất 20-30 mét dây, nó không còn đủ để quăng xa nữa. Tuy nhiên nếu anh em xài dù ấy, xài dây dù thì cái cách nối này sẽ rất là hiệu quả nha. Vì dây dù nó mềm hơn dây này, tuyệt đối khi mà dây nó tuôn ra nó sẽ không có một cái cảm giác vướng gì đâu. Rất là hiệu quả. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi clip nhé.